Lời đầu tiên đại diện cho ban lãnh đạo câu lạc bộ hoa quả Bốn Mùa xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Qua 4 năm xây dựng và trưởng thành cùng với các câu lạc bộ bạn, chung niềm đam mê tinh thần yêu ca nhạc với bàn tay lớn, chúng ta đã mang đến cho nhau tình cảm đoàn kết từ khắp mọi miền đất nước trở về chung vui động viên nhau những lúc. Nghỉ ngơi sau những ngày lao động vất vả qua 4 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay câu lạc bộ cũng đã và đang phát triển cùng với tinh thần đoàn kết chung tay của tập thể anh chị em câu lạc bộ. Với lời đại diện cho ban lãnh đạo câu lạc bộ hoa quả Bốn Mùa xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách quý đã luôn chút thời gian về chung vui sinh nhật năm thứ tư của câu lạc bộ. Xin chúc các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể anh chị em luôn luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý, cùng chung tay xây dựng toàn dân tình đoàn kết và phát triển sân chơi. Lời ca tiếng hát lên tầm cao mới, chúc buổi lễ sinh nhật câu lạc bộ thành công tốt đẹp. Khai mạc ban lãnh đạo câu lạc bộ xin phép được tuyên bố chương trình lễ mừng sinh nhật câu lạc bộ xin được bắt đầu. Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn Chủ tịch câu lạc bộ Hoa quả Bốn Mùa thành đoàn. Thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các thành viên câu lạc bộ thân mến, ngày hôm nay trở về tham dự chung vui và chúc mừng câu lạc bộ Hoa quả Bốn Mùa của chúng ta trong buổi kỷ niệm mừng sinh nhật lần thứ tư. Câu lạc bộ rất vui mừng vinh dự khi được chào đón đón nhận rất nhiều những tình cảm, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của các câu lạc bộ bạn trong và ngoài tỉnh đã cùng trở về tham dự dành tặng những tình cảm chúc mừng, cũng như các ca sĩ trở về từ các tỉnh thành trong cả nước ngày hôm nay đã dành tặng thời gian trân quý, đặc biệt là những lãng hoa tươi thắm để chúc mừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư câu lạc bộ Hoa quả Bốn Mùa kết nối đam mê. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu khách quý đại diện các câu lạc bộ, các tổ chức về tham dự dành tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng. Xin được mời ban lãnh đạo câu lạc bộ ca hát Phú Hiến kết nối bốn phương lên sân khấu tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ. Trân trọng giới thiệu và kính mời chủ tịch câu lạc bộ thành đoàn cùng phó chủ tịch Hoàng Nhân thay mặt ban tổ chức buổi kỷ niệm sinh nhật lần thứ tư của câu lạc bộ Hoa quả Bốn Mùa lên nhận hoa. Xin mời đại diện ban lãnh đạo của câu lạc bộ ca hát Phú Hiến kết nối bốn phương lên tặng hoa chúc mừng. Chúc mừng và cảm ơn câu lạc bộ ca hát Phú Hiến kết nối bốn phương ngày hôm nay đã dành tặng thời gian chân quý của mình để trở về tham dự chung vui và chúc mừng sinh nhật lần thứ tư câu lạc bộ Hoa quả Bốn Mùa kết nối đam mê. Trân trọng và cảm ơn các thành viên ban lãnh đạo câu lạc bộ ca hát Phú Hiến. Xin được mời chủ tịch câu lạc bộ thành đoàn và phó chủ tịch Hoàng Nhâm lưu lại sân khấu. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lãng hoa tươi thắm của câu lạc bộ toàn cầu kết nối đam mê. Xin được mời cố vấn Nguyễn Thị thay mặt câu lạc bộ toàn cầu kết nối đam mê dành tặng lãng hoa tươi thắm chúc mừng câu lạc bộ Hoa quả Bốn Mùa. Thank you.
câu lạc bộ âm nhạc kết nối toàn cầu trở về sân khấu để sáng tạo ngắm hoa thu thắng. Chúc mừng câu lạc bộ Hoa Quả Bốn Mùa.
triển. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Sắc thay mặt ban tổ chức liên quan lại lịch sử hình thành của Câu lạc bộ Hoa Quả Bốn Mùa kết nối 50 trân trọng được kính mời. Chủ tịch các thành viên trong ban lãnh đạo câu lạc bộ Hoa Quả Bốn Mùa cùng lên sân khấu.